Welcome back to my channel. Today I'm going to prepare squid cooking young green pepper recipe. So now enjoy with me. Today I have two big squid. Ôi mà này lòng thông thông lỡ mỏ nửa nôi mà này. Chúng ăn nha mực hồi xài. Thông tạ sọt đấy. Okay, now I start to clean squid. Mà mực đó thông mỏ muối lòng mắc lô này mơ. Bông từ bố man ta muối mặn. Hè một buổi tham ấy chứ tập về thằn mài pí pí cái lỗ chiều ăn muối thông như vậy ôi mình lọc máu lần thông mũ Clean it again. Mực phiên phong cũng phiên. Mình sạch cái nồng sốt cục mũ nè. Sạch đó. Thank you.
Nắng ồn. Tục sros mà có đặt tặng mà tặng mà bán này. Mật từ muối ban là một thang qua đây. Nắng toàn muối này, nợ tay. Ba lần mật ha. Nâng á, chờ lần mũi. Then I cook squid for a minute. Cooking oil. Clunch ngồi khá là nha.
lại cực nhanh sạch cực nhanh nhỉ. Chơi cái bao là ôn nè. Không mới bọc. Nâng là ôn. Pi giống pi cái lỗ chiên. Chili, garlic, couple lemon, lemon grass salt. Add some rice. Chicken cutlet. Queso. Salt. Thank you.
snack crackers. Then I start to make green mustard pickle, sugar, chicken powder, and some chili. Make it. Hang on, hang on, please. No, bọc trái bán một anh chưa bọc trái bán. Ok, trái trái bán một lòng kia xuống đường cho nó. Trái bán một lòng. Chili. Sugar. Lamb juice. Okay, now it's cooked. Oh, lòng thịt nó ăn bóng nó chui tiệt. Con này sắp thịt nó. Lamb juice. Then add basil. Chui. Dương bảy trai mong ui lòng crispy mong. Ui, cho ăn lo nè. Mới nè. Bông lòng chù, đặc ui chắc. Trai sông. Này này, cho ăn lo nè. Dương có chân ăn đây. Thêm xong rồi. Nâng ấy. Vừa bị mũ chân ăn mũ. Yummy. Đang miếng thịt mũ. Trai thông thông sạch như này, sạch và sạch đúng không? Sạch lắm. 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 Sạch Cộp một con. Mấy nhà. Đã được trái được ngay mà. Vượt ra dân lần tuổi. Đúng rồi. It finished. Thank you for watching. See you the next recipe. Bye bye.